Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu chẳng hành bốn tịnh lự viên mãn và chẳng viên mãn, là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu bốn tịnh lự viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là bốn tịnh lự, cũng chẳng hành như thế là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu chẳng hành bốn vô lượng, bốn định vô sắc viên mãn và chẳng viên mãn là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu bốn vô lượng, bốn định vô sắc viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là bốn vô lượng, bốn định vô sắc, cũng chẳng hành như thế là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu chẳng hành tám giải thoát viên mãn và chẳng viên mãn, là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu tám giải thoát viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là tám giải thoát, cũng chẳng hành như thế là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu chẳng hành tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ viên mãn và chẳng viên mãn là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ, cũng chẳng hành như thế là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu chẳng hành bốn niệm trụ viên mãn và chẳng viên mãn là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu bốn niệm trụ viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là bốn niệm trụ, cũng chẳng hành như thế là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu chẳng hành bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo viên mãn và chẳng viên mãn là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, cũng chẳng hành như thế là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa.